Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Em xin thay mặt tất cả các tiệm máy trên YouTube kính chúc cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe nha. Và riêng tiệm máy bên em thì xin chúc các cô bác anh chị em thời gian qua đã theo dõi kênh của em và có nhiều rất nhiều cô bác anh chị em mua máy bên em á, nhiều sức khỏe và thành công nha. Thì hôm nay em quay cho cô bác anh chị em tham khảo thêm động cơ V 1305. Động cơ V1305 em mới vệ sinh xong. Thì em quay cho quán chị em tham khảo xem có thấy hài lòng thì quán chị em có thể mua ủng hộ tiệm máy bên em nha. Thì bên em hiện đang có là V1905 1005 1105 1305 1405 1505. Bên em có là của anh chị em, thì của anh chị em nào có cần sử dụng á thì của anh chị em ủng hộ giúp giùm em rất là mang ơn nha. Thì động cơ này thì em quay cho của anh chị em tham khảo. Thì cũng có rất nhiều của anh chị em đã xài qua cái dòng máy này rồi, thì em cũng nói cơ bản thôi, chứ có nhiều của anh chị em cũng biết rồi chứ không có chịu nói nhiều này kia nọ. Thì cũng có cô ba nhiều của anh chị em cũng chưa biết đó, cho nên em phải nói về đôi nét của động cơ này. Thì động cơ này nó có dung tích xi lông là 76 ly anh em nha, 6 ly dòng tua. Động cơ này thì nó tầm 3000, maximum của nó chắc là 3200. Thì nó đang có cái bơm thủy lực, bơm đôi, tắt điện, nó có đang có tắt điện luôn. Thì cô bác anh chị em nào có thể tắt điện cũng được, tắt tay cũng được, tùy theo ha. Nhưng mà mình vẫn để y đây thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến động cơ, mà không ảnh hưởng gì đến bình. Mình muốn tắt ở đây, câu khóa tắt ở đây. Thì động cơ này bên em bán là bao cô bác anh chị em máy nguyên zin, ở tăng đa không đủ hơi, chưa bung máy quá chị em, không có chế cháo từ bên trong lẫn bên ngoài về cái động cơ này. Động cơ này cái dàn nước sơn bên ngoài nó trên 90%, có gì em 95%. Nó những cái keo này của nhà máy người ta lắp ráp sẵn, nó lòi mấy keo ra chứ không phải như bên mình làm nha. Những cái đầu ốc tán này còn nguyên zin luôn, nó chưa có dấu dặn. Những cái nước sơn này là nó nguyên zin, không có sơn dặm gì bất kỳ cái chỗ nào hết. Còn nữa thì nó những cái nước sơn nó đã bay nhiều rồi. Thì động cơ này nó có giá 20 mấy triệu bác chị em. Cô bác nào mà có nhu cầu mua thì phải ủng hộ cho em động cơ này, 20 mấy triệu thôi. V1305 đề máy cái con ơi. Cơ này mình bán, mình bao bán chị em là máy zin nguyên bản nha. Thì bán anh chị em có thể giá cả thì gọi điện cho em để có giá tốt hơn. Thì giá của động cơ này nó 20 mấy triệu.
động cơ này chạy ganh ti rất là ok quá anh em. Mấy cái động cơ của ta 4 máy thì ganh ti nó rất là nhỏ nhẹ luôn. Nên tôi bán cho em sử dụng ghe xuồng á, thì khi mà quay chở á nó rất là ok. Được, tôi muốn làm. Có chị em nào có nhu cầu sử dụng á thì mua ủng hộ cho em động cơ này. Cái này còn khá đẹp, mới vừa vệ sinh xong thì em quay cho quán chị em xem cho nó kỹ càng, nếu có mua được thì mua giúp giùm em. Em cảm ơn rất là nhiều nha. Phía bên đây thì em cũng còn mấy cái động cơ mà em chưa có vệ sinh đó. Động cơ này 1505. Các bác chị em nếu mà có nhu cầu mua không vệ sinh á thì giá nó sẽ giảm được vài trăm tiền rửa này kia nọ mấy chị em ha. Cũng còn mấy cái máy cũng chưa có vệ sinh xong. Thì các bác chị em nào có nhu cầu mua gì đó thì gọi cho em ha. Đây cũng còn mấy cái chung máy cũng không có nhiều, vài cái máy mấy chị em. Tiệm này cũng đơn giản nhỏ thôi, cái máy không có nhiều. Giờ cái máy hôm nay bên đó này đi dám này, em xin tạm dừng nha. Em chúc quá cho em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn lại gặp quán chị em video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.